Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh review của Gia Bảo Luxury. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục khám phá một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu nổi tiếng và xa xỉ bậc nhất trên thế giới, đó chính là Patek Philippe. Và chiếc đồng hồ hôm nay Gia Bảo Luxury xin giới thiệu tới các bạn đó là chiếc đồng hồ với hai chức năng khá là phức tạp, với một chức năng là chronograph và một chức năng là lịch thường niên. Và chiếc đồng hồ hôm nay Gia Bảo Luxury xin giới thiệu tới các bạn mang mã hiệu đầy đủ, đó chính là 5905P. Với cái P đó là từ viết tắt của lớp vỏ platinum, hay Việt Nam chúng ta còn gọi là bạch kim. Thì đầu tiên như mọi khi thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu về lớp vỏ của chiếc đồng hồ này. Thì chiếc đồng hồ 5905P với lớp vỏ bằng bạch kim thì rất là sáng bóng và có một cái ngoại hình nó khá giống như thép. Tuy nhiên là lớp vỏ của đồng hồ được làm từ chất liệu platinum, thì trong những năm trở lại đây giá của platinum thô và vàng thì xem nhau. Tuy nhiên, tại sao những chiếc đồng hồ có lớp vỏ platinum lại đắt giá hơn vàng khá nhiều? Bởi vì là chúng ta không thể đánh giá hai chiếc đồng hồ qua cái giá sắt vụn của nó được các bạn ạ, mà chúng ta phải đánh giá qua cái sản phẩm hoàn thiện. Thì chi phí để xử lý cũng như là hoàn thiện cũng như là làm cái lớp vỏ platinum thì nó rất kỳ công hơn vàng và thép rất là nhiều. Vì vậy cái giá thành của một chiếc đồng hồ với lớp vỏ bằng bạch kim so với một lớp vỏ vàng hoặc là bằng thép thì cao hơn rất là nhiều. Đấy là điều đương nhiên. Chiếc đồng hồ 5905P mà Gia Bảo giới thiệu ngày hôm nay thì có cái lớp vỏ platinum như thế, với đường kính là 40,5mm các bạn ạ. 40,5mm là một size khá là lớn của Patek, khá là lớn trong những dòng đồng hồ của Patek. Thì như chúng ta đã biết ý, thì Patek thì thường sản xuất những chiếc đồng hồ có đường kính dưới 40mm với khóa hoa thị. Tuy nhiên là với những chiếc đồng hồ trên 40mm thì chỉ có sở hữu khóa là khóa cài thôi. Nếu chúng ta muốn khóa hoa thị thì chiếc đồng hồ đó phải thật sự là rất đắt tiền, lên tới hàng trăm nghìn đó. Còn nếu không dưới 100.000 thì đa phần với một đường kính lớn 40,5mm thì chúng ta sẽ sở hữu chỉ là một khóa cài truyền thống các bạn ạ. Toàn bộ lớp vỏ của chiếc đồng hồ này thì các bạn có thể thấy được là được hoàn thiện bằng cách đánh bóng rất là đẹp. Và platinum ấy, như mình vừa mới giải thích từ ban đầu, là hoàn thiện platinum thì rất là khó, cũng như là chi phí dành cho những nghệ nhân đánh bóng những chiếc đồng hồ này hay là hoàn thiện lớp vỏ này rất là cao. Chúng ta sẽ thấy được là một cái vẻ ngoài rất là hào nhoáng, bóng bẩy, vành bezel được đánh bóng này, chúng ta có thể soi gương, những cái tay càng được đánh bóng rất là tỉ mỉ và chỉn chu. Tuy nhiên, ở tại hai cái nút bấm chronograph thì ở các cái phần trên và phần dưới chúng ta sẽ thấy được chảy xước. Đó, chảy xước rất là đẹp. Về phần thân của chiếc đồng hồ này thì chúng ta có thể thấy được ở phía bên hông trái của chiếc đồng hồ sẽ có ba cái nút chấm. Thì đây là ba cái chấm để chỉnh lịch thường niên của chiếc đồng hồ này. Đối diện với ba cái nút bấm bằng que chọc này ấy, thì chúng ta sẽ có phía bên đối diện là các cái nút bấm chronograph và một nút một cái núm chỉnh giờ góc 3 giờ truyền thống. Đó, dáng tay càng của chiếc đồng hồ này thì tôi phải nói là rất đẹp, khá giống với những chiếc 5205 mà trước đây Gia Bảo review. Đó là nó khoét vào phía bên trong tạo ra một cái điểm nhấn, cũng như là cái dáng tay càng này thì nó hơi ôm vác, thì chúng ta sẽ liên tưởng đến những cái chiếc đồng hồ nó hiện đại hơn là những chiếc đồng hồ truyền thống. Chúng ta tiếp đến mặt sau của chiếc đồng hồ này thì mặt sau của chiếc đồng hồ này vẫn là một lớp kính sapphire cho phép chúng ta nhìn thấy được một cỗ máy tuyệt đẹp bên trong các bạn ạ. Trước khi đi sâu vào cái cỗ máy thì chúng ta hãy nhìn qua bốn tay càng của chiếc đồng hồ này sẽ đều có những cái dấu triện, ví dụ như là triện platinum này, triện đầu chó, triện cái cân, vân vân. Đó, và chúng ta hãy đi sâu vào cỗ máy của chiếc đồng hồ này. Thì cỗ máy của chiếc đồng hồ này là một cỗ máy mang mã hiệu là 28520 in-house của Patek Philippe. Thì cái cỗ máy này là một cái cỗ máy tự động với hai chức năng như tôi đã vừa mới trao đổi, đó là chronograph và lịch thường niên. Thì cái cỗ máy này thì có một cái thời lượng chữ cót là 55 tiếng với một độ chính xác khá hoàn hảo, tôi nghĩ vậy, cộng trừ 2 đến cộng trừ 3 giây một ngày. Chiếc đồng hồ này với lớp vỏ như vậy thì cho phép chúng ta có một cái độ chống nước là 100m. Tuy nhiên là đây là một chiếc đồng hồ dây da,
Thế nên là tôi khuyến cáo các bạn không nên sử dụng khi đi mưa hoặc là tiếp xúc nhiều với nước, vì dây nó sẽ rất nhanh hỏng. Chúng ta hãy đi sâu một chút về cái cỗ máy tuyệt đẹp của chiếc đồng hồ này các bạn nhé. Cái cỗ máy CH28520 này thì có một hàng thì có một loạt cải tiến kỹ thuật mang tính chất độc quyền. Cấu tạo nên cỗ máy này là 402 chi tiết và 37 chân kính. Không chỉ dừng lại ở các cái con số đó đâu, mà bộ máy vận hành của Patek 5905 rất là nổi bật với cái rô to vàng 21 carat, với các cái họa tiết tạo vân Côte de Genève rất là đẹp. Đó, chúng ta zoom sâu vào cái cỗ máy này thì chúng ta sẽ thấy được những cái đòn bẩy này được mài xước rất là đẹp, và tạo vân Côte de Genève hay là những vân plush ở phía cầu máy, các thân máy, và những cái chữ, dòng chữ như Patek Philippe Genève này đều được khắc và khắc và phủ vàng. Đó, rất là đẹp mắt. Các cầu máy hay là những bộ chống sốc đều được hoàn thiện rất là tuyệt vời. Và như các bạn đang thấy ở đây có một cái dấu Patek Philippe Seal. Nó là một cái chứng nhận riêng Patek Philippe, nó không cần sử dụng Genève Seal như ngày xưa hay là những cái chứng nhận khác, mà một cái chứng nhận này mang tên riêng là Patek Seal. Với một cái độ sai lệch như cỗ máy này, cũng như là thông số cỗ máy này, cũng như là thương hiệu đã đảm bảo khoảng cộng trừ 2 đến 3 giây một ngày. Nào, chúng ta hãy cùng quay trở lại cái mặt trước của chiếc đồng hồ. Đây là một cái mặt số mà tôi phải nói là tôi rất ấn tượng trong những năm trở lại đây. Mặt số của 5905 là một mặt số màu xanh được trải tia rất là đẹp mắt. Chúng ta có thể thấy được là màu xanh, mặt số màu xanh đi với những chất liệu như là vàng trắng này, thép này, platinum, tuyệt đẹp và rất nổi bật và có phần nhỉnh hơn so với vàng hồng. Mặc dù là vàng hồng, lớp vỏ vàng hồng sẽ được ưa chuộng hơn, tuy nhiên là màu xanh đi với những cái chất liệu, những chất liệu và sáng bóng như thế này thì là sẽ là rất là tuyệt vời và phù hợp. Không giống như là vàng hồng, nếu như mà vàng hồng đi với chocolate thì rất là tuyệt vời, nó là 10 điểm đó. Thì chúng ta có thể nhìn thấy được ở trên mặt số với cái bố cục nó khá là rõ ràng. Mặt số đồng hồ này chia làm 3 cái vòng tròn lớn, với vòng tròn bên ngoài thì nó là thể hiện cho dây và 1/5 dây. Đó, dây và 1/5 dây. Vòng tròn ở phía bên trong thì là chúng ta sẽ thấy được 3 cái ô lịch thể hiện cho từ trái sang phải này. Đó là thứ, ngày và tháng. Và vòng tròn trong cùng đó chính là trục kim giờ phút giây và dòng chữ Patek Philippe Genève. Đó, tất cả ở trên một nền mặt số màu xanh rất là cuốn hút. Chúng ta có thể thấy được ở góc 6 giờ là một đồng hồ tròn nhỏ. Thì cái đồng hồ này khi khởi động cái chức năng chronograph thì cái kim dây lớn, cái kim mà chúng ta hay lầm tưởng là kim dây, nó sẽ bắt đầu chạy và nó sẽ đếm thời gian lên đến 60 phút ở cái đồng hồ nhỏ góc 6 giờ này. Và chúng ta cũng có thể thấy được trong cái đồng hồ đếm giờ này thì có một ô trắng, một cái ô màu trắng hoặc là đen. Thì cái ô này sẽ chuyển, nó sẽ báo cho chúng ta là nó đây là giờ ngày hay giờ đêm. Đó, góc 6 giờ thì còn có dòng chữ Swiss Miss. Theo như tôi đánh giá thì chiếc đồng hồ này rất là đẹp khi lên tay những người có cổ tay dạng tròn, có chu vi ít nhất là khoảng tầm 16,5 cm. Và chiếc đồng hồ này thì khi lên tay có một điểm lưu ý, đó là theo tôi là chúng ta không nên khởi động cái chức năng chronograph quá nhiều. Bởi vì sao? Một là chúng ta để nó chạy hẳn, hai là khi có việc thì chúng ta hãy bấm, không nên tức là không nên lấy nó ra làm một trò chơi, thích thì bấm, thích thì reset. Và chúng ta hãy lưu ý khi chúng ta sử dụng cái chức năng chronograph này thì chúng ta hãy bấm theo cái thứ tự, ví dụ như sau: chúng ta khởi động một lần góc 2 giờ, dừng lại thì chúng ta mới reset ở góc 4 giờ. Chứ chiếc đồng hồ này không hỗ trợ chúng ta chức năng flyback, có nghĩa là đang chạy sẽ bật ngược lại về. Nếu mà chúng ta thường xuyên không dừng lại và chúng ta đã reset thì có thể là ảnh hưởng đến độ bền của cỗ máy. Chiếc đồng hồ có cái mức giá hãng là 78.200 USD, tương đương xấp xỉ 1,8 đến 1,9 tỷ tiền Việt Nam đồng. Thì nếu như anh chị em có nhu cầu xem đặt hàng thì có thể liên hệ với Gia Bảo Luxury để
chúng ta hãy cùng trao đổi về chiếc đồng hồ này các bạn nhé. Patek nói với người sử dụng ấy, bạn không bao giờ thực sự sở hữu một chiếc đồng hồ Patek Philippe mà chúng ta chỉ đang gìn giữ nó cho thế hệ mai sau. Thì đa phần những chiếc Patek thì tôi đều cảm thấy cảm giác cái linh hồn của nó theo đúng những cái slogan thương hiệu đã đặt ra. Và chiếc Patek Philippe với chức năng chronograph lịch thường niên này, với chất liệu vỏ platinum này, thì tôi nghĩ nó rất là phù hợp với một cái slogan của Patek: giá trị bất biến vượt thời gian. Và đây thì là cuối của video này rồi. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ Gia Bảo Luxury trong thời gian vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.